Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Ngày mới sáng nay của VTV Phú Yên Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Ngày mới sáng nay ngày 1 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý. Phần tin tức với những chương trình: cả nước đã có 37 địa phương triển khai chương trình bình ổn thị trường giá cả với tổng số vốn cho vay dự trữ hàng hóa bình ổn là 1.552 tỷ đồng. Khó kiểm soát an toàn thực phẩm từ những lò giết mổ gia cầm nhỏ lẻ dịp Tết. Giao thông 24 giờ với những thông tin đáng chú ý. Sau một tháng triển khai thu phí bảo trì đường bộ, Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương đã thu được số tiền là 300 tỷ đồng. Tâm lý vội vã cuối năm và vấn đề kiểm soát tai nạn giao thông trong dịp Tết. Chi tiêu thế nào cho hợp lý để khi Tết đến không phải là gánh nặng của cả gia đình. Cà phê sáng hôm nay, thạc sĩ Hoàng Thị Ngoan, khoa khoa học tâm lý giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang sẽ chia sẻ về vấn đề này. Trước tiên là phần tin tức. Theo vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, đến nay cả nước đã có 37 địa phương triển khai chương trình bình ổn thị trường giá cả với tổng số vốn cho vay dự trữ hàng hóa bình ổn là 1.552 tỷ đồng. Theo đánh giá chung của các địa phương, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua trên thị trường hiện vẫn chưa thực sự khởi sắc. Các doanh nghiệp tuy còn lo ngại về nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong thời điểm Tết, nhưng vẫn chuẩn bị kế hoạch cung ứng hàng hóa đầy đủ, cam kết đảm bảo nguồn cung, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến. Hiện tại hàng hóa Tết đã được các địa phương, các doanh nghiệp lên kế hoạch chuẩn bị với giá trị cao hơn mức tiêu thụ của tháng thường từ 15 đến 20% và cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 5 đến 10%. Cùng với chuẩn bị nguồn hàng, các địa phương cũng tích cực chuẩn bị tổ chức các hoạt động phục vụ Tết như bán hàng lưu động, cung ứng hàng chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu vùng xa. Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các ngân hàng khẩn trương kiểm tra rà soát và phải có kế hoạch bố trí cán bộ thường xuyên trực theo dõi hoạt động của hệ thống ATM để kịp thời tiếp quỹ, tiếp và giải quyết các khiếu nại thắc mắc của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán và sau ngày 1 tháng 3 khi quy định về thu phí ATM chính thức có hiệu lực. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng khẩn trương rà soát các hợp đồng sử dụng thẻ ngân hàng và tài khoản cũng như hợp đồng cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản với các đơn vị trả lương để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động nhận lương qua tài khoản. Các ngân hàng cần căn cứ vào cơ sở hạ tầng thanh toán tại mỗi địa phương và khả năng cung ứng dịch vụ ATM để triển khai, tránh gây khó khăn cho chủ thẻ, chủ động phối hợp với doanh nghiệp và tổ chức trả lương qua tài khoản để đưa ra các chính sách hỗ trợ thiết thực đối với người lao động có thu nhập thấp, đặc biệt là công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất. Ngoài ra, tổ chức phát hành thẻ xây dựng và công bố công khai biểu phí dịch vụ thẻ phù hợp với mức quy định và báo cáo Ngân hàng Nhà nước trước ngày 20 tháng 2 năm 2013. Các ngân hàng cũng phải cài đặt chương trình phần mềm dịch vụ thẻ phù hợp với các quy định hiện hành và trong đó hạn mức rút tiền mặt một lần tối đa cao hơn 2 triệu đồng nhằm gia tăng thêm quyền lợi cho khách hàng sử dụng thẻ. Gia cầm được xem là mặt hàng nóng ở chợ Tết. Kể từ 20 tháng Chạp, lượng gia cầm đổ về các chợ gấp đôi, gấp ba so với những ngày bình thường. Cùng với thói quen tiêu thụ gia cầm sống, các điểm giết mổ gia cầm ngay tại các chợ cũng xuất hiện tràn lan đến mức rất khó kiểm soát. Trong khi đề án xây dựng các điểm giết mổ gia cầm tập trung chưa thực hiện được tại các địa phương, thì hoạt động của các cơ sở giết mổ gia cầm nhỏ lẻ mặc nhiên tồn tại trong dịp Tết. Đây thực sự là khó khăn trong kiểm soát an toàn thực phẩm đối với mặt hàng thịt gia cầm. Phản ánh từ các chợ ở tỉnh Khánh Hòa. Đây chắc chắn không phải là nơi dành cho việc giết mổ gia cầm. Chính xác, nó là bãi giữ xe ở chợ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Nhưng gần Tết, khoảng đất trống nào ở khu chợ này cũng có thể được những người ở đây tự ý trưng dụng cho việc giết mổ gia cầm, miễn là thuận tiện cho người mua, người bán. Tất cả đều tạm bợ, từ mặt bằng đến dụng cụ và cả cách giết mổ gia cầm. Ô nhiễm môi trường đã ở mức bức bối. Cái bức bối do nước thải, chất thải từ giết mổ gia cầm. Và ngược lại, môi trường này khiến cho ngay cả những người lâu nay làm công việc giết mổ gia cầm cũng khó mà chịu được. Không ai dám chắc sản phẩm gia cầm giết mổ ở đây là sạch. Ta ngồi tạm chỗ đây thôi chứ không có phải là người ta ngồi được suốt cả năm cả đời được. Cái chỗ đây là cái chỗ giữ xe, nhưng mà ta ngồi đây thì nhiều lúc thì nó cũng hôi thối chứ nó cũng không phải là mình ngồi được đảm bảo được. Chợ Diên Khánh được xem là đầu mối cung ứng gia cầm cho nhiều địa phương ở Khánh Hòa. Thói quen của người tiêu dùng là mua gia cầm sống, sau đó đưa vào giết mổ ngay tại chợ. Đáp ứng nhu cầu này, dịch vụ giết mổ gia cầm tăng mạnh trong những ngày giáp Tết. Nếu như bình thường chỉ khoảng 10 người làm nghề giết mổ gia cầm, thì những ngày này gấp đôi, gấp ba. Mỗi người trong một buổi sáng có thể giết mổ trên dưới chục con gà, vịt.
Một điều khó hiểu, trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo, cả người bán lẫn người mua lại đều chấp nhận sản phẩm gia cầm giết mổ ở đây. Những gì xảy ra được xem là điều bình thường. Mình ai người làm à? Chứ cũng không phải là tập thể, hoặc là cũng không phải là công ty gì hết. Mình ai người làm kiếm sống vậy thôi, chứ không phải là trong công ty, cũng không phải. Nói chung chẳng ai quan tâm gì đến cái nghề này. Khoảng 1 triệu rưỡi con gà vịt ở Khánh Hòa được nuôi theo kiểu nhỏ lẻ. Tương ứng, cách tiêu thụ cũng nhỏ lẻ và cách giết mổ cũng nhỏ lẻ. Cứ mỗi khu chợ có hàng chục người giết mổ gia cầm, rải rác trong và bên ngoài chợ. Với thực tế này, khó mà kiểm soát được an toàn sản phẩm gia cầm. Cần nói thêm, Khánh Hòa cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, đến nay chưa tổ chức được các điểm giết mổ gia cầm tập trung, dù rằng đề án đã được lập từ nhiều năm trước. Việc giám sát gia súc gia cầm vào các điểm giết mổ được giám sát theo chuỗi. Chúng tôi giám sát từ hệ thống chăn nuôi, các cơ sở trang trại lớn thì đã được giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên hiện nay nền chăn nuôi của chúng ta phân tán nhỏ lẻ ở trong dân nhiều nên việc kiểm soát cũng gặp khó khăn. Chúng tôi tập trung toàn bộ lực lượng nhân viên thú y tại các cơ sở giám sát trong thời gian giết mổ từ 3 đến 5 giờ sáng, và đến những ngày sát Tết thì có thể làm từ 12 giờ đến 1 giờ. Ngành thú y Khánh Hòa đã và tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm soát vệ sinh thú y trong giết mổ gia cầm, một công việc quan trọng để người tiêu dùng có được sản phẩm gia cầm an toàn. Nhưng sự gia tăng tràn lan giết mổ gia cầm ở mọi lúc mọi nơi, ngay tại các chợ Tết như thế này, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm sẽ là điều không dễ dàng. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, giá tôm nguyên liệu ở các tỉnh đang tăng cao. Hiện các thương lái đang thu mua tôm sú loại 20 con 1 kg với giá là 240.000 đồng 1 kg, loại 30 con 1 kg từ 160.000 đến 170.000 đồng 1 kg, loại 40 con trên 1 kg giá 150.000 đồng 1 kg. Bình quân tăng 10.000 đồng 1 kg so với tuần trước và là mức giá cao nhất trong khoảng một năm nay. Tôm thẻ chân trắng cũng tăng liên tục, hiện tôm thẻ giao động từ 110.000 đến 130.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, nhiều hộ nuôi cho biết giá tôm tăng cao nhưng hầu hết người nuôi không còn tôm để bán do đang vào thời điểm vụ nghịch. Hơn nữa, năm 2011 và 2012, tôm nuôi ở nhiều địa phương bị dịch bệnh chết tràn lan nên nhiều hộ nuôi đã bỏ nghề khiến sản lượng tôm thiếu trầm trọng. Càng gần đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ, giá chuối trên địa bàn tỉnh Bình Định tăng mạnh do nguồn cung không đủ cầu. Giá chuối mốc hiện giao động ở mức là 20.000 đến 40.000 đồng một nải, tăng từ 10 đến 20% so với thời điểm này năm ngoái. Nguyên nhân làm giá chuối năm nay tăng mạnh là do các vùng trồng chuối ở trong tỉnh và các tỉnh Tây Nguyên bị mất mùa, lượng chuối về các chợ giảm sút từ 20 đến 30%. Trong khi đó tại Bình Định, chuối tăng giá thì tại huyện miền núi Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa, giá chuối hạ thấp khiến người trồng chuối gặp nhiều khó khăn. Tiếp theo là những thông tin giao thông 24 giờ. Bộ Giao thông Vận tải đã thông báo để tránh hiện tượng phí chồng phí sau khi thu phí bảo trì đường bộ trên đầu phương tiện, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2013 sẽ dừng thu phí thêm 10 trạm thu phí đường bộ hiện vẫn đang hoạt động. Đây là các trạm đã được bán quyền thu phí cho doanh nghiệp để lấy vốn đầu tư cho việc bảo trì đường bộ trước đây. Đối với 10 trạm bị dừng này, Quỹ Bảo trì Đường bộ đang trình hai phương án để trả tiền vốn cho doanh nghiệp. Thứ nhất là kiến nghị Bộ Tài chính dừng ngân sách để hoàn vốn cho doanh nghiệp. Nếu không sắp xếp được, có thể dùng Quỹ Bảo trì Đường bộ. Sau một tháng triển khai thu phí bảo trì đường bộ, Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương đã thu được số tiền là 300 tỷ đồng. Cho đến thời điểm này, việc thu phí thực hiện tại các trạm đăng kiểm ô tô trên toàn quốc diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền 300 tỷ đồng này cũng chỉ mới thu được từ ô tô thông qua các trạm đăng kiểm. Việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy vẫn chưa được các địa phương triển khai. Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy mới được ban hành đầu năm 2013, trong đó nêu rõ Hội đồng Nhân dân các địa phương có quyền quyết định mức thu, phương thức thu tại địa phương mình. Tuy nhiên, do Hội đồng Nhân dân các địa phương vừa mới họp xong trước khi có thông tư, nên cần phải chờ kỳ họp tiếp theo mới xem xét triển khai công tác này. Thời gian từ nay đến cuối năm 2013 đủ để các địa phương tổ chức thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy. Đại diện Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương cho biết 100% số tiền phí bảo trì đường bộ thu từ xe máy sẽ dành cho các địa phương bảo trì hệ thống đường trên địa bàn địa phương quản lý. Ùn tắc, tai nạn là những điều khó tránh khỏi trong giao thông vào những ngày giáp Tết.
Thực tế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, phương tiện giao thông trên các tuyến đường tăng nhiều lần so với ngày bình thường, kết cấu hạ tầng giao thông nhiều nơi chưa đảm bảo. Nhưng phải kể đến một nguyên nhân sâu xa, đó chính là tâm lý vội vã cuối năm của người tham gia giao thông, trong khi không phải ai cũng có ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. Phóng sự đề cập đến những mối nguy tai nạn giao thông những ngày cuối năm từ góc nhìn tâm lý. Một ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giờ tan tầm. Không ít người ai ngại khi qua đường. Khó mà xác định con đường nào được ưu tiên khi mà người nào cũng cố để vượt lên trước. Bao nhiêu công việc đang chờ họ ở nhà. Cuối năm, việc thì nhiều và ai thì cũng muốn nhanh chóng xong việc để còn rảnh rang đón Tết. Vậy là tâm lý vội vã không chỉ làm thay đổi nhịp sống hàng ngày mà còn chi phối đến cả cách đi lại của mọi người. Biểu hiện rõ nhất là khó mà tìm thấy sự nhường nhau trong lúc đi đường. Ở những đoạn đường không bị ùn tắc, tăng tốc là chuyện mà những lái xe thường làm để bù lại khoảng thời gian chậm trễ do tắc nghẽn. Tết, người đi là lúc nào cũng vội vàng. Ta đi mua sắm, ta cũng vội vàng. Ta đi về cũng vội vàng. Xe chạy đưa khách đi nó cũng vội vàng. Cho nên là từ đó và cái giao thông nó không được trật tự. Theo tổng hợp từ Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, năm ngoái, trên địa bàn thành phố này, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản trên 18.000 vụ vi phạm luật giao thông đường bộ. Lỗi vi phạm nhiều nhất vẫn là chạy xe quá tốc độ cho phép. Trong một năm qua, có gần 6.500 trường hợp xe mô tô vi phạm tốc độ. Những con số này chỉ là một phần trong thực tế phóng nhanh vượt ẩu, vốn được xem là chuyện thường ngày trên đường. Cái gọi là chuyện thường ngày này xuất hiện với tần suất dày hơn trong những ngày cuối năm, khi con người chạy đua với bước đi của thời gian. Vội vã, cái việc mà đi nhanh, mà nhất là sử dụng với các cái phương tiện tham gia giao thông, mô tô, xe máy, hoặc kể cả nhiều khi các trường hợp mà sử dụng phương tiện là ô tô, thì nó cũng đều là có nơi hoặc có lúc mà có các cái điều kiện là cụ thể thì có thể là ảnh hưởng về cái vấn đề về cái an toàn giao thông. Các cái vụ tai nạn thì đa số chiếm đến gần 60% là liên quan đến cái việc người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định. Đấy. Vội vã, những phương tiện chở khách dễ dàng chở quá khách khi chính hành khách cũng mong muốn sớm về nhà. Vội vã, những hàng hóa cũng chở nhiều hơn, cồng kềnh hơn. Chở hàng, chở khách là thế. Những người đi lại trên đường cho dù một đoạn đường ngắn cũng vội vã như thế. Kiểm soát tốc độ là một trong những nội dung mà các ngành chức năng ở tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường, thanh kiểm tra, tuyên truyền và xử lý. Tuy nhiên, để tạo sự thay đổi trong văn hóa giao thông không phải là chuyện dễ nếu như không bắt đầu từ chính những người tham gia giao thông. Thì từ vi phạm là đến cái vấn đề tai nạn nó một cái không có giới tuyến trong cái khoảng cách, cho nên là chúng tôi thấy rằng là cái sự vội vã đó thì thường nó không mang lại các cái hiệu quả gì trong cái vấn đề là cái thực tế của mình. Lại một ngày sắp qua, Tết sắp về, trong số hàng ngàn người đi trên con đường này trong chiều cuối năm, liệu có mấy người suy ngẫm về sống nhanh, sống chậm để tự điều chỉnh cách đi lại của mình để đón Tết không vội vã? Văn hóa giao thông tiếp tục sẽ là câu chuyện dài từ năm cũ sang năm mới. Bây giờ là những thông tin thời tiết mới nhất trong ngày. Xuân tới xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân.
gặp nhiều duyên may, xuân tắm tươi hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào một xuân nắng. Thưa quý khán giả, Tết là điểm khởi đầu cho những gì diễn ra trong một năm. Chính vì thế mà ai ai cũng mong muốn gia đình mình sẽ đón một cái Tết thật là vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc và tràn ngập may mắn. Nhưng trong thời điểm này thì có hàng trăm thứ phải chi tiêu, nào là tiền mua sắm, tiền trang trí nhà cửa, tiền lì xì và tiền đi chơi. Chính vì thế mà cứ mỗi dịp Tết đến thì nhà nhà lại lên kế hoạch chi tiêu để đón Tết. Em thì nói chung thì không khí Tết thì nói chung cũng phải có một cái gì đó gọi là mới, cho nó có một cái chút gì đó gọi là không khí Tết. Mà quan niệm cái Tết của mọi người mỗi khác, cho nên là đối với mình là nói chung là mức là trung bình thôi. Trung bình là thôi, coi như là mua sắm trong cái giới hạn vừa phải. Rồi đại khái là chủ yếu là cúng kính ông bà là chính. Rồi sau đó là đến bà con, là nói chung là cũng mua sắm một chút đỉnh gì đó để cho khách, rồi anh em, chị em là tới nhà. Coi như là ngày đầu năm thì gặp mặt may mắn một tí. Vâng, thưa quý khán giả, với suy nghĩ sau một năm tất bật thì khi Tết đến xuân về, nhà nhà không ít thì nhiều đều chuẩn bị để mua sắm Tết. Tuy nhiên, chi tiêu như thế nào cho hợp lý để khi Tết đến không phải là gánh nặng của cả gia đình, đó là điều ắt hẳn mà mọi người quan tâm. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ nghe những ý kiến chia sẻ của Thạc sĩ Hoàng Thị Ngoan, khoa khoa học tâm lý giáo dục của Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Bà có ý kiến như thế nào khi mà có nhiều người cho rằng là cứ khi mà Tết đến thì vấn đề chi tiêu thật sự là vấn đề khó đối với các gia đình, bởi lẽ khi mà Tết đến thì cái gì cũng phải lo và cái gì cũng phải sắm ạ? Tết là cái dịp để cho tất cả những người thân trong gia đình sum họp và nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả. Và Tết đến cũng là một năm mới đến. Và một năm mới đến, tất cả mọi người chúng ta đều có mong muốn, đó là cho mình và cho tất cả những người thân trong gia đình mình luôn luôn suôn sẻ và hanh thông. Vậy thì phải làm gì, mua gì và sắm gì trong những ngày Tết để đáp ứng được những cái điều mong muốn đó? Đó là những cái suy nghĩ, những cái trăn trở của tất cả người dân chúng ta trước cái tình hình mà Tết đến, với đặc biệt trong cái điều kiện kinh tế hiện nay rất khó khăn. Vậy có thể thấy là kế hoạch chi tiêu thì hết sức là quan trọng, nó không chỉ trong những ngày Tết mà ngay cả trong sinh hoạt thường ngày, trong đời sống cũng thế. Vậy theo bà thì chi tiêu như thế nào là hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh gia đình ạ? Mỗi gia đình chúng ta cần phải xây dựng được cái kế hoạch chi tiêu phù hợp. Và để xây dựng kế hoạch chi tiêu phù hợp đó thì điều trước hết chúng ta phải tính tới cái sự phù hợp của kế hoạch chi tiêu đó với cái mức thu nhập kinh tế của gia đình. Đấy là cái điều thứ nhất mà chúng ta cần quan tâm. Điều thứ hai, chúng ta phải tính tới cái nhu cầu của xã hội nói chung và nhu cầu của các thành viên trong gia đình nói riêng. Và một cái điều thứ ba nữa, để xây dựng được kế hoạch tốt nhất thì có lẽ chúng ta phải xác định được những đâu là những cái công việc chính quan trọng mà chúng ta cần chi tiêu cho nó, và những công việc đó là công việc cho cả hiện tại và cho cả tương lai. Như vậy thì cái việc xây dựng nên kế hoạch chi tiêu phù hợp đó lại sẽ giúp cho mỗi gia đình chúng ta biết chi tiêu như nào cho phù hợp. Xin cảm ơn bà đã tham gia với chương trình. Thưa quý khán giả, chi tiêu mua sắm để gia đình đón một cái Tết tươm tất đủ đầy đã là điều hết đổi bình thường. Thế nhưng phải tính toán chi tiêu như thế nào cho phù hợp với nhu cầu thu nhập của mỗi một gia đình, đó là điều chúng ta cần phải cân nhắc, để cho không phải làm thâm hụt tiền bạc trong gia đình sau khi mà ngày Tết đã qua. Không nhất thiết cứ phải mua sắm Tết thật là hoành tráng, thật là nhiều đồ đạc thì mới thật sự là vui trong ngày Tết. Điều quan trọng nhất thì Tết vẫn là dịp để mọi người thể hiện sự quan tâm nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, và ai cũng cảm thấy thoải mái và thật sự vui vẻ thì đó mới là cái Tết có ý nghĩa. Xuân đẹp vui đất trời, còn nụ cười nở trên mỗi nhân thế luôn mong đợi xuân. Còn mùa xuân đẹp vui đất trời, còn nụ cười nở trên mỗi nhân thế luôn mong đợi xuân. Thưa quý vị và các bạn, hoa giọt tuyết, loại hoa màu trắng sữa dịu dàng tượng trưng cho niềm hy vọng.
Đây là bông hoa nở đầu tiên của mùa xuân và báo hiệu cho mọi người biết mùa đông sẽ kết thúc. Khép lại chương trình ngày mới sáng nay trên kênh VTV Phú Yên, xin được gửi đến quý khán giả bộ ảnh về vẻ đẹp của loài hoa này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.